Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của bài đọc Tổng thống Trump kết liễu quái vật Đảng Cộng sản Trung Quốc, cường quốc nhờ trộm cắp, toàn dân trở thành gián điệp. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Cường quốc nhờ trộm cắp. Những biện pháp này vẫn còn được coi là công khai, nhưng trực tiếp dùng là các thủ đoạn phi pháp để đánh cắp công nghệ của phương Tây mới là đòn hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vượt mặt về công nghệ. Thủ đoạn trộm công nghệ của Trung Cộng vượt xa so với phạm vi gián điệp thương mại trước đây. Nó sử dụng thủ đoạn đại dương rộng lớn của chiến tranh nhân dân. Sử dụng tất cả những người có thể sử dụng được, bao gồm gián điệp viên chức, hacker, du học sinh, phóng viên, người dân di cư từ Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan làm việc trong các công ty phương Tây, cho đến những người phương Tây bị dụ dỗ. Không ai là nó không lợi dụng để đánh cắp bí mật công nghệ của phương Tây. Cục trưởng FBI nói, mục tiêu của Trung Quốc là thay thế nước Mỹ trở thành nước lớn siêu cấp đi đầu thế giới. Họ đang dùng mọi thủ đoạn phi pháp để thực hiện mục tiêu này. Rất nhiều công ty mới khởi nghiệp ở thung lũng Silicon của Mỹ đều cần vốn. Trung Quốc không ngần ngại dùng tiền của quốc gia để đầu tư vào các công ty mới khởi nghiệp của Mỹ này, dùng cách này để nắm giữ công nghệ thế hệ mới. Những sản phẩm do các công ty mới khởi nghiệp, nghiên cứu, phát triển bằng tiền đầu tư của Trung Quốc bao gồm động cơ tên lửa hàng không vũ trụ, radar của tàu hải quân tự lái, thiết bị màn hình uốn dẻo và máy in sử dụng trong khoang lái của máy bay chiến đấu, v.v. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố hai công dân Trung Quốc nằm trong tổ chức hacker APT-10 có quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Tổ chức này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công hacker trên diện rộng, đánh cắp được một lượng thông tin khổng lồ từ hơn 45 tổ chức, trong đó có NASA và Bộ Năng lượng Mỹ, gồm các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh học, tài chính, công nghệ chế tạo, dầu mỏ và khí đốt. Một nhân viên tình báo Mỹ đã làm cho công việc chống gián điệp trong thời gian dài ở San Francisco nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc dồn tất cả nỗ lực vào hoạt động gián điệp và nó đã đạt được một cách miễn phí. Chiến tranh tình báo trong thời đại điện tử hoàn toàn khác với hành vi gián điệp đi chụp vài trang tài liệu trước đây. Cái mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh cắp được là cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh của một công nghệ nào đó. Hơn nữa, rất nhiều trường hợp là lấy đi cả người và công nghệ. Thêm vào đó, cùng với sức mạnh đáng kinh ngạc của công xưởng thế giới mà Trung Quốc tạo ra được trong mấy chục năm qua, cùng với việc Trung Quốc đầu tư dài hạn và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển, Đảng Cộng sản Trung Quốc quả thực là có thể đánh cắp mọi thứ để tạo ra một cường quốc chế tạo. Kế hoạch ngàn người tài biến nhân tài thành gián điệp. Từ khi Trung Quốc mở cửa đất nước, đã có đến hàng triệu học sinh Trung Quốc du học ra nước ngoài. Đảng Cộng sản Trung Quốc chiêu mộ, dùng mức lương cao để mời gọi những nhân tài, lợi dụng những nhân tài cao cấp được phương Tây bồi dưỡng này ở hải ngoại về Trung Quốc làm việc, kêu gọi họ trực tiếp du nhập vào những thông tin kinh tế và những công nghệ tiên tiến do phương Tây đầu tư nghiên cứu phát triển vào Trung Quốc, giúp nó thực hiện dã tâm thống lĩnh toàn thế giới. Ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, nói với tờ Annie Times hôm 22 tháng 7, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi sinh viên cả công khai lẫn bí mật tới các trường đại học Mỹ để nghiên cứu những thứ có thể để thúc đẩy lợi thế chiến tranh của họ trong thế giới kinh tế và các lĩnh vực khác. Trong hồ sơ giải mật liên kết tới kế hoạch nhân tài của Trung Quốc, tức là kế hoạch ngàn người tài, vào tháng 9 năm 2015, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tổng kết rằng chiêu mộ những người này giúp Trung Quốc có thể, thứ nhất, thu được những nghiên cứu công nghệ và kiến thức chuyên môn mũi nhọn của Mỹ. Thứ hai, kiếm lợi từ những nghiên cứu khoa học mà Mỹ đã tiến hành trong nhiều năm, mà những nghiên cứu này lại được đầu tư bởi chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân của Mỹ. Thứ ba,
ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Mỹ. Một báo cáo ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ nhắm vào kế hoạch ngàn người tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch rõ ra những nhân viên nghiên cứu người nước ngoài này vừa nhận tiền của chính phủ Mỹ, vừa đem những sở hữu trí tuệ của Mỹ chuyển về quốc gia mình, khiến cho những tổ chức học thuật trên toàn nước Mỹ trở thành đối tượng bị thiệt hại. Số người liên quan tới kế hoạch ngàn người tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thực tế có thể là đã lên đến hàng vạn người và vẫn không dừng lại. Gần như đã vơ vét hết những tài năng khoa học kỹ thuật đã từng du học ở Mỹ từ những năm 1980 cho đến nay. Thực chất, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang dùng toàn bộ sức mạnh quốc gia để tiến hành một cuộc chiến tranh không giới hạn nhằm giật nhân tài và sở hữu trí tuệ. Toàn dân trở thành gián điệp. Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng các quy định pháp luật để trói buộc toàn thể người Trung Quốc vào cuộc chiến không giới hạn này. Theo luật tình báo quốc gia, cơ quan tình báo quốc gia có thể yêu cầu các cơ quan tổ chức và công dân có liên quan giúp đỡ, hợp tác và phối hợp khi cần thiết. Điều này có nghĩa là bất cứ công dân Trung Quốc nào cũng có thể bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng ép thu thập thông tin tình báo, trở thành gián điệp. Cuộc chiến tranh gián điệp này có thể đạt tới quy mô trước nay chưa từng thấy. John Dimmer, trợ lý kiểm soát trưởng của Bộ An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng, kế hoạch phát triển ngành chế tạo quốc gia đến năm 2025 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bề ngoài chỉ là chỉ đạo về phát triển công nghệ, thực chất là chỉ đạo sự đánh cắp. Ông tiết lộ, từ năm 2011 cho đến năm 2018, trong số những vụ việc gián điệp kinh tế liên quan hoặc có lợi cho quốc gia nào đó do bộ này điều tra, có hơn 90% vụ việc có liên quan tới Trung Quốc và hơn 2/3 số vụ việc đánh cắp bí mật thương mại được bộ này xử lý có liên quan tới Trung Quốc. Nỗ lực chiến tranh mạng của Trung Quốc lớn chưa từng thấy. Một bản điều tra được công bố trên tờ báo Le Monde của Pháp vào tháng 1 năm 2018 chỉ ra rằng tài liệu bí mật của trụ sở chính Liên minh châu Âu AU đặt tại Ethiopia mỗi đêm đều gửi tới Thượng Hải. Việc này đã diễn ra liên tục trong 5 năm. Một bản báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc ASP được công bố ngày 13 tháng 7 năm 2018 tiết lộ rằng Huawei là nhà cung cấp một số thiết bị hạ tầng kỹ thuật mạng Internet cho tòa nhà trụ sở của AU. Tiến sĩ Andrew Ken thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự của Đại học Copenhagen nói, điều đáng lo ngại là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thu được những thông tin vô cùng quan trọng và nhạy cảm. Từ đó họ có thể khống chế toàn bộ hệ thống xã hội của chúng tôi. Trong tương lai, tất cả mọi thứ đều được kết nối với mạng 5G. Chúng tôi lo sợ rằng quốc gia cung cấp loại thiết bị này, Trung Quốc sẽ khống chế mọi hoạt động trên mạng. Vào tháng 6 năm 2015, chính phủ Liên bang Mỹ bị một hacker Trung Quốc thâm nhập, lấy đi một lượng lớn thông tin cơ mật. Thông tin của 21,5 triệu công nhân Mỹ đã bị đánh cắp. Những người bị ảnh hưởng bao gồm 19,7 triệu nhân viên chính phủ và 1,8 triệu người của nhân viên chính phủ kể trên. Điều đáng lo ngại là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thu thập từ những thông tin vô cùng quan trọng và nhạy cảm. Từ đó họ có thể khống chế toàn bộ xã hội. Vào tháng 11 năm 2018, tập đoàn Marriott International tuyên bố thông tin cá nhân trong hộ chiếu của 500 triệu khách hàng đã bị hacker tấn công. Sự việc này bắt đầu diễn ra từ năm 2014. Ngày 12 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đã xác nhận rằng đó là hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Marriott là nhà cung cấp khách sạn lớn nhất trong chính phủ và quân nhân Mỹ. Theo hồ sơ tòa án ngày 20 tháng 7, một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa vì che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc PLA đang lẩn trốn trong lãnh sự quán nước này tại San Francisco được một tháng. Trước đó, FBI đã cảnh báo trong nhiều năm rằng các trường đại học ở Mỹ có nguy cơ bị đánh cắp tài sản trí tuệ từ các nhà nghiên cứu nước ngoài. Gần đây, Mỹ cũng đã thắt chặt hạn chế đối với thị thực sinh viên. Ông nhấn mạnh, lãnh sự quán Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Houston đứng sau tất cả mọi hoạt động này và có lịch sử tham gia vào hành vi gây hại cho nước Mỹ. Vào tháng 11 năm 2019, một nhân viên Trung Quốc của tập đoàn năng lượng Phillips 66 Houston
nhận tội đã ăn cắp thông tin mật về công nghệ pin của thế hệ mới trong công ty. Theo ông Anthony Roman, một chuyên gia về an ninh ở New York, những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động chiến tranh mạng, thu dụng từ 50.000 cho đến 100.000 nhân viên dân sự và quân sự cho nỗ lực này. Nỗ lực chiến tranh mạng của Trung Quốc lớn chưa từng thấy, hoạt động tình báo và tấn công mạng của họ không đo đếm được, tất cả hạ tầng chiến lược của Mỹ đều là mục tiêu, ông Roman đã nhận xét. Pompeo, chúng ta đang phải đối mặt với con quái vật Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trộm cắp tài sản trí tuệ khắp thế giới, nhất là tại Mỹ, là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của Trung Quốc mà nhiều nhà phân tích nói rằng nếu muốn đánh ngã Đảng Cộng sản Trung Quốc thì phải cắt đứt nguồn thu nhập này. Theo The Wall Street Journal đã đăng ký về nạn trộm cắp tài sản trí tuệ khi cảnh báo Mỹ rằng tin tặc của Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào các trường đại học, công ty dược phẩm và các công ty chăm sóc sức khỏe của Mỹ nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ liên quan tới phương pháp điều trị và vaccine coronavirus trong các cái cuộc xâm nhập có thể gây nguy hiểm cho tiến trình nghiên cứu y học. Theo Washington Post, Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ và nghiên cứu nhằm củng cố nền kinh tế của họ, và sau đó họ sử dụng lợi ích bất hợp pháp đó làm vũ khí để bịt miệng bất cứ quốc gia nào dám thách thức với hành động phi pháp của họ. Phó Giám đốc FBI David Baudick đã kết luận, đây là kiểu ép buộc kinh tế không phải là điều chúng ta mong đợi từ một nhà lãnh đạo thế giới đáng tin cậy. Đó là những gì mà chúng ta thấy được từ một băng đảng tội phạm có tổ chức. Nguồn tài nguyên mà Trung Cộng dùng để xâm nhập vào các quốc gia trên thế giới lớn và vượt quá sức tưởng tượng của con người. Những gì thực sự vạch trần chỉ là một góc của tảng băng chìm. Các nước trên thế giới đều bắt đầu cảm nhận rõ ràng dã tâm toàn cầu và thủ đoạn tà ác, sức phá hoại không giới hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Pompeo tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon đã phát biểu hôm nay về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong những năm tiếp theo. Trung Quốc đã ăn cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại của chúng ta, làm mất hàng triệu việc làm trên khắp nước Mỹ. Trung Quốc đã khiến cho chuỗi cung ứng rời khỏi Hoa Kỳ và đã sử dụng lao động với cách thức sống hệt như những nô lệ. Trung Quốc đã khiến cho các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới trở nên kém an toàn hơn cho thương mại quốc tế. Tổng thống Nixon đã từng nói ông sợ rằng ông đã tạo ra một con quái vật bằng cách giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hội nhập với thế giới và chúng ta đang phải đối mặt với con quái vật ấy. Kính thưa quý vị và các bạn, bài đọc có tựa đề Tổng thống Trump kết liễu quái vật Đảng Cộng sản Trung Quốc phần 2 Cường quốc nhờ trộm cắp, toàn dân trở thành gián điệp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 3 của bài đọc.